Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại một trong những người rất là đáng yêu. Thứ nhất là đêm nay có thể nói rằng là một những kỷ niệm trở về. Có một người mà tôi nghĩ rằng là gắn bó với đội cảnh sát quốc gia lắm. Cô không phải là thủ môn, cũng là thủ quân, cũng phải tiền vệ. Nhưng cô là người anh ruột của cô, là anh Nguyễn Văn Thảo, đã từng khoác áo tuyển thủ. Đêm nay thì có lẽ nói rằng là gặp lại ca sĩ Trần Thanh Lan là mọi người xúc động lắm, bởi vì cô có hình xưa là cô còn bé lắm, đóng phim thì cũng còn bé lắm, nhưng mà sự hiện diện của cô để nhớ đến có thể nói anh Nguyễn Văn Thảo, một tài năng rất là xuất chúng. Vậy thì chúng ta hãy dành một tay chào đón ca sĩ Trần Thanh Lan. Trước nhất, Trần Thanh Lan xin kính chào các anh chị, các bạn có mặt trong đêm nay, nhất là các anh cầu thủ của chúng ta ngày xưa mà ngày nay vẫn còn lừng lẫy lắm. Nhưng mà thấy các anh ở đây thì Trần Thanh Lan nhớ tới anh Thảo. Anh Thảo của Trần Thanh Lan đã mất khoảng chừng gần 10 năm nay rồi. Chúc các anh luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn nhiều sức khỏe để vui thêm vài chục năm nữa với chúng em tại chỗ này. Cái gì? Màu kỷ niệm. Màu kỷ niệm và đá banh. Có thể nói là mấy anh cho ta đang nhớ là cách đây 2 năm mình làm Sài Gòn một kỷ niệm để nói về những người nghệ sĩ trên sân khấu, đúng không? Và bảo không mơ ước là sẽ có một cái đêm nhỏ nhỏ chào đón những người nghệ sĩ trên sân cỏ. Nhưng mà tôi xin được báo quý vị tin vui, đó là năm tới hy vọng sinh nhật của anh Thanh Hà, sinh nhật của anh Đức Vĩnh vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 sẽ có một cái buổi tổ chức lớn hơn, 400 chỗ chẳng hạn, để cho mọi người cùng đến. Và sinh nhật năm nay đó không dám tuyên bố với ai, tại vì chuột nhỏ quá đi, không dám nói với ai cả. Nhưng thôi, tấm lòng chúng ta sẽ biết đâu được đến với năm tới. Vậy thì bây giờ quý vị, Trần Thanh Lan năm nay có thể nói rằng là đáng yêu vô cùng luôn. Bởi vì mặc dù là đang bật quay hình cho chương trình Chuyện Phố Phường của Bộ Đài TV rất nổi tiếng, nhưng cô bỏ hết mọi thứ đến đây. Xin quý vị dành cho Trần Thanh Lan một tràng pháo tay. Dạ thì nếu mà các anh chị sẵn sàng thì em sẽ mời các anh chị ra nhảy đầm với điệu thám gì giờ trời. Thôi bây giờ em thấy các anh ngồi đây thì Trần Thanh Lan cũng không có thể nào quên các anh, mà cũng không quên được anh Thảo của Trần Thanh Lan, rồi anh Trần Văn Nhung, anh Nhung họ cũng mới vừa mất, anh Quế thì mất lâu lắm rồi. Bộ sáng tác của nhạc sĩ Trần Thị Thanh, bài hát được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh. Tôi trao
xin cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Thấy các anh các chị ngày xưa thì Trang Thanh Lan bỗng nhớ tới Sài Gòn. Trang Thanh Lan kính tặng các anh các chị đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sắc quốc gia đó thì chàng bảo phải mời một người đến từ Florida xa lắm quý vị. Anh là một trong những người mà tôi đã ví anh trong một bài viết là một chương phi cho dân cò, lúc nào tánh nóng nhưng yêu đồng đội, yêu cuộc đời và yêu nhân cách. Những cách sống của anh em học rất nhiều, mà không biết em có làm được bao nhiêu hay không, nhưng mà em rất là quý thương anh. Vậy thì hãy một trong những người đàn anh của anh Thảo và từng gắn bó với màu cờ sắc áo AGS. Vậy thì một tràng tay đến tiền về Phạm Văn Thức, cậu Tư Thực. Cậu Tư Thực đó một thời sấm sét, yes, đến từ Florida. Xin cho đứng bên cạnh Thanh Lan, chàng Thanh Lan. Đầu tiên xin chào mừng mấy em tôi từ Florida về đây. Và kế đó chào các em cầu thủ phòng hồi chiều anh đã xem. Các em đều có thiện chí đón tiếp tụi anh một cách rất là nồng hậu. Linh được trao giải cho Trang Thanh Lan một điều rất hân hạnh. Và cũng thêm bổ sung nữa, tôi là người được đá chung với Thảo, anh của em vào khoảng 20 năm trong đội cảnh sát quốc gia. Kế đó Trang Thanh Lan quên một điều nữa. Trang Thanh Lan có một người anh rể, mà người đó là tiền bối của Phạm Văn Thực. Đó là Nguyễn Văn Nhung, tự làm ve. Trần Văn Nhung dạ. Tự làm ve. Đã tốt nói là em xin phép anh cho em chia sẻ với các anh các chị ở đây là lúc mà các anh đã banh chung với nhau á là lúc em mới 6-7 tuổi thôi. Thì nhà em lúc đó ở trong sân vận động Cộng Hòa, bây giờ sân Thống Nhất. Thì em thấy các anh tới đó, em thấy các anh ra vô nhà em, tại vì má em là thầu giặt đồ cho các hội banh á. Thành ra em thấy các anh tới mà nhỏ xíu à, nhưng mà em biết là các anh thích mấy chị em, tại mấy là chị đẹp nhất. Em đâu có biết là có người thích Trang Thanh Lan nhiều hơn, tại chị em hơi lớn tuổi, đúng không? Không, lúc đó em nhỏ mấy bà chị em mà đang tuổi dậy thì. Em cũng một thời gọi em là
thần đồng á gì đó theo thần đồng nữ thần đồng đó là thần thông giờ là ác quỷ lên thần đồng. Bây giờ em quỷ rồi anh ơi. Bây giờ hân hạnh để trao giải này ha. Dạ, chào giải. Dạ. Thành ra anh nhắc lại một kỷ niệm rất là nó đi sâu vào hồn của anh. Dạ. Mà cả cuộc đời anh không bao giờ quên được mỗi lần anh thấy cái bàn lạnh nhớ tới Thảo và anh nghe. Anh nghe là đàn anh Thảo là người bạn. Anh nghe mới mất. Trời, anh xin chào. Xin lỗi quý vị cho tràng pháo tay. Yeah, ok. Xin vị dành một tràng tay cho tiền vệ Phạm Văn Thực. Cậu tôi thực chào huy chương vàng đến thủ môn Trang Thanh Lan. Dạ vâng. Xin mời thủ môn về chỗ ngồi. Dạ, Nguyễn Anh Đức đâu rồi? Anh Đức ơi, Nguyễn Anh Đức đâu rồi? Em mời Nguyễn Anh Đức lên đây, tại vì tôi không có trách nhiệm trong số tiền này. Đây là món quà $100 để ủng hộ cho công việc của Đức. Mong rằng Đức, đây là lời của anh, mong rằng Đức sẽ có đủ cái tài chính để vượt qua những cái khó khăn những ngày tới. Mong rằng quý vị đến đây vào mỗi tối chủ nhật. Đây là món quà của anh Võ Thành Sơn, $100. Xin quý vị thấy anh Võ Thành Sơn. Vâng, tôi xin được chuyển lại đến Đức.